văn hóa được thể hiện qua ngôn ngữ. Vì thế, mỗi chúng ta cố gắng vượt qua mọi hoàn cảnh để có thêm thứ ngôn ngữ nào đó. Và đó cũng là cách chúng ta dung bồi thêm kiến thức và biết thêm về nền văn hóa của nước đó. Chính vì vậy, chúng ta còn phải học và học nữa, học mãi để sau này giúp ích cho mình, gia đình và xã hội. Kênh Trang Tiếng Nhật miễn phí. Mến chào tất cả các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ học đến ngữ pháp tập 9. Thì ở phần ngữ pháp này mình sẽ giới thiệu cho các bạn biết về câu mời rủ. Thì câu mời rủ này rất là thường sử dụng trong giao tiếp hàng ngày nha các bạn. Nên các bạn học kỹ luôn nha. Mình đi vào phần ví dụ 1. Ở ví dụ 1 này sẽ có 3 ví dụ nhỏ. Trước khi đi vào công thức thì mình cho ví dụ trước. Ví dụ thứ nhất là Itsho ni biru o nomimasen ka? Chữ Itsho ni này là có nghĩa là cùng nhau, là cùng đó. Nhé, masen ka này là nhé hay là không, là cùng đi uống bia không, hoặc là cùng đi uống bia nhé. Là chữ mimasen, chữ masen ka này có nghĩa là vừa có ngụ ý là dò hỏi mà cũng vừa có ý là để rủ rê mời mọc. Nếu mình đi thì mình sẽ trả lời là e nomimasu, vâng cùng đi nào, hay là cùng mình cùng đi đi. Rồi, chữ maso này là nó dùng để đáp lại cái câu ma sèn cá này, là nó diễn tả sự thôi thúc. Tại vì trên đây đang rủ mà, thì nó diễn tả sự thôi thúc mình cùng nhau đi đó, cùng nhau làm cái gì đó. Còn nếu như mà mình bận á, mà mình không thể nào đi được, nhưng mà trong lòng mình cũng muốn đi nhưng mà tiếc quá mình đi không được á, thì mình sẽ trả lời là ie chotto. Chữ chotto này là nó kéo dài ra, là có nghĩa là người ta hơi e ngại, người ta hơi kẹt rồi. Người ta nói tôi không thể đi được, tôi kẹt rồi, tôi bận rồi, nhưng mà thật sự là trong lòng cũng muốn đi ha. Rồi tiếp ví dụ 2. Ví dụ 2 là Supae Itsho ni ikimasen ka, là chúng ta cùng đi siêu thị nhé, hoặc là chúng ta cùng đi siêu thị không. Là chữ Itsho ni này, ở ví dụ đầu tiên ở trên đây là mình cho đứng ở đầu câu, nhưng mà ở ví dụ thứ hai này là nó nằm ở chính giữa, thì lúc này là mình đã đảo vị trí của nó nhưng mà vẫn giữ nguyên nghĩa nha, nó không thay đổi ý nghĩa gì hết. Mặc dù là nó nằm ở đầu câu hay là ở giữa câu thì nó vẫn giữ nguyên cái ý nghĩa của nó. Rồi nếu mình đi thì mình sẽ trả lời là e ikimasu, vâng, mình cùng đi đi. Rồi, học ví dụ 3. Ví dụ 3 là party o hasimemasu. Chúng ta cùng bắt đầu bữa tiệc nhé. Là ở câu này là nó thôi thúc mình luôn, thôi thúc mình làm một việc gì đó với nó. Thì giống như nó kêu mình là cùng nhập tiệc. Này các bạn nên nghe ha. Tập nghe để cho quen với giọng nói của người Nhật nha. Khi mà tiếp xúc với người Nhật thì mình còn có thể nghe được. Nếu như mà mình học mà mình không luyện nghe là sau này ra giao tiếp với người Nhật rất là khó nha các bạn. 一緒にビールを飲みませんか? え, 飲みましょう. いいえ, ちょっと. スーパーへ一緒に行きませんか? え, 行きましょう. パーティーを始めましょう. Công thức là Itsho ni masen ka, là cùng nhé. Là ở đây là ve mas, bỏ gốc mas thêm masen ka. Và ở maso cũng vậy, cũng là bỏ gốc mas thêm maso.
Mình có ghi lại phần lưu ý nè, các bạn cũng nên ghi lại đi. Thì Vê Ma Sèn Cá này là vừa ngụ ý dò hỏi, vừa mời mọc, rủ rê người khác cùng làm việc gì đó. Còn Vê Ma Sồ là dùng để đáp lại câu mời rủ của Vê Ma Sèn Cá. Đây, nó diễn tả sự thôi thúc cùng nhau làm một việc gì đó. Cái này cũng dễ nha, các bạn đừng có nhầm lẫn là được. Tại vì một lát á, là cũng có một câu á, mẫu câu là ma sồ cá nữa, là Vê Ma Sồ Cá nữa nha. Cho nên là các bạn để ý cái phần này. Right. Chúng ta sẽ sang ví dụ 2. Ở ví dụ 2 này, một buổi chiều tối là bạn A đến nhà bạn B và bạn A hỏi bạn B rằng: "Một, bạn có hàng ô ta bê ka?" À, bạn đã ăn tối rồi phải không? Nếu như mà bạn B á, ăn rồi thì bạn B sẽ trả lời là hay, một ta bê ta. À, vâng, tôi đã ăn rồi. Còn nếu chưa thì tôi vẫn chưa ăn thì có câu trả lời là ie ma da des. Rồi, mình ví dụ ở trường hợp là bạn B chưa ăn nha. Tiếp. Nếu mà bạn ăn rồi thì cái mẫu câu này đến đây là kết thúc rồi, còn nếu mà trường hợp bạn B chưa ăn thì sẽ tiếp nữa nè. Rồi bạn A mới nói za isho ni gaisoku shimasen ka? À, vậy thì chúng ta cùng ra ngoài ăn nhé. Hay là vậy chúng ta cùng đi ra ngoài ăn không? Đó, nó vừa mời rủ mà nó vừa hỏi nữa. Các bạn có đồng ý đi ăn hay không? Bạn B trả lời là đi ăn thì bạn B mới nói là ii desu ne. Gaisoku shimasu. Ừ, ý hay đó, mình đi ra ngoài ăn đi. Hoặc là mà mình đi ra ngoài ăn nào? Rồi, các bạn nghe. Mou ban gohan o tabemashita ka? Hai, mou tabemashita. Iie, mada desu. Ja, issho ni gaishoku shimasen ka? E, ii desu ne. Gaishoku shimashou. Chữ mou, mashita ka? Là có nghĩa là đã rồi phải không? Thì chữ mou này là ở ngoài sau nó lúc nào cũng là động từ quá khứ nha các bạn. Rồi. Nếu đã rồi thì có câu trả lời là hay mo masta. Còn nếu chưa thì sẽ trả lời là ie mada desu. Là vẫn chưa. Chúng ta tiếp đến câu đề nghị. Thì câu đề nghị này là không cần biết là người nghe có đồng ý hay không, nhưng mà người nói vẫn muốn làm, vẫn muốn giúp người nghe. Nó có công thức là VMAS, bỏ gốc MAS, thêm MASOKA là nhé. Là dùng khi người nói muốn nêu ra đề nghị làm một việc gì đó cho người nghe. Tức là nó diễn tả sự xin phép giúp đỡ người khác, mà nó cũng không cần biết là người khác có đồng ý hay không ha. Qua phần ví dụ nè. Ví dụ là omoi desu ne, mochimashouka. Là chữ omoi desu ne, ví dụ là cái bạn thấy bạn đó xách nặng quá thì nó nói là nặng quá nhỉ, tôi mang giúp bạn nhé. Là không cần biết là cái người đó có đồng ý hay không, là lại là xách giùm rồi đó. Là nó có ý nghĩa là nó mạnh mẽ hơn là chữ ma sèn cá, đúng không? Ma sèn cá là nó còn e dè, nó còn hơi rụt rè, nó còn phải dò hỏi ý, rủ rê mà còn phải dò hỏi ý nữa. Còn với cái chữ ma sồ này là ma sồ cá này là nó thẳng thừng, nó muốn giúp lại giúp luôn, không biết là người đó có đồng ý hay không nữa. Rồi. Các bạn nghe nha. Omoi desu ne, mochimashou ka? Sẽ sang trợ từ D. Hôm bữa là chúng trợ từ D là về chúng ta học về phương tiện là đi bằng phương tiện gì. Rồi học về nơi chốn xác định là có nghĩa là tại và ở. Rồi hôm nay chúng ta sẽ học đến là ngôn ngữ và vật dụng. Thì đối với ngôn ngữ và vật dụng thì chữ D này, trợ từ D này có nghĩa là trên. Thì sang phần ví dụ.
Ví dụ thứ nhất đó là Nihonjin wa nande gohan o tabemasu ka? À, người Nhật, ở đây mình viết luôn chữ kanji nha các bạn. Người Nhật thì ăn cơm bằng cái gì? Thì ở đây nó mới trả lời là hashi to spoon de tabemasu, là ăn bằng đũa và muỗng. Có phải là vật dụng của nó không? Sử dụng đây là nande, là hỏi về cái vật dụng mà để mà người Nhật ăn á, là ăn bằng cái gì? Thì trả lời là hashi to spoon de tabemasu, là ăn bằng đũa và muỗng. Rồi, ví dụ 2. Ví dụ 2 là mai bằng, mà đây cũng viết chữ kanji luôn nè. Mai bằng terebi de nihongo o benkyou shimasu. Chữ nihon này là cái chữ nihon này ở trên đây là các bạn có học rồi, nhưng mà chữ ngộ này là các bạn chưa học nên mình không có viết chữ kanji ra luôn nha. Nihongo o benkyou shimasu. Mai bằng là mỗi tối. Mỗi tối thì tôi học tiếng Nhật trên tivi. Cái này cũng là vật dụng, đúng không? Trên TV là vật dụng để mà mình sử dụng đó. Giống như là ở đây là cái phương tiện truyền thông đó ha. Rồi, tiếp. Goodbye wa nihongo de nan desu ka? Từ goodbye này nè, nói bằng tiếng Nhật là gì? Đây, nihongo de. Hồi nãy giờ hai cái ví dụ này là nói về vật dụng này ha. Còn ở ví dụ thứ ba này là nói bằng về bằng ngôn ngữ nè. Nihongo de nan desu ka? Là từ goodbye này nói bằng tiếng Nhật là gì? Thì bạn đó sẽ trả lời là sayonara desu. Có nghĩa là cái từ đó là từ sayonara. Rồi, các bạn nghe luôn ha. Nihonjin wa nan de gohan o tabemasu ka? Hashi to spoon de tabemasu. Mai ban terebi de nihongo o benkyou shimasu. Goodbye wa nihongo de nan desu ka? Sayonara desu. Ở cái phần nghe về tiếng Nhật cũng giống như tiếng Anh, thì nó hay nuốt âm và nó hay đá âm với nhau. Cho nên các bạn để ý cái cách nghe. Thí dụ như các bạn nghe chưa được á, về các bạn tua lại để các bạn nghe cho bằng được nha. Tại vì nhiều khi nó có cái là nó nuốt âm, và có cái nó a đá âm lên. Ví dụ như Hatsuka, mình ví dụ nè, chữ Hatsuka là 20, ngày 20 đúng không? Nhưng mà nó đâu có nói rõ ràng ra là Hatsuka đâu, mà nó nói Hatsuka. Là nó nuốt âm chữ chư, âm chư nó đã bị nuốt rồi. Còn ví dụ như tataima, chữ tataima là vừa mới, có nghĩa là vừa mới, thì nó không có nói là rõ ràng là tataima, mà nó sẽ là tataima, nó đá âm luôn với nhau đúng không? Cho nên các bạn nên để ý mấy phần đó ha. Đặc biệt là chữ chư mà nó nằm ở giữa hai cái phụ âm á, thường á là nó hay bị nuốt âm lắm. Còn nếu mà cái nguyên âm á, cái nguyên âm mà đi với phụ âm á, thì nó sẽ thường hay là nó đá âm với nhau. Cho nên các bạn để ý nha. Rồi, chúng ta học đến đây thôi. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nha. À, các bạn thấy video của mình làm có bổ ích thì các bạn hãy đăng ký kênh và chia sẻ đến nhiều bạn bè nha. Rồi các bạn có góp thêm ý kiến thì các bạn để lại phần bình luận nha. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn.